Chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với video hướng dẫn cách thu thập điểm star. Đây là phần chính để quyết định được thứ hạng của nhóm. Hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ các thông tin chi tiết cho các anh chị hiểu rõ về cách tính điểm và bí quyết để thu thập được điểm star một cách hiệu quả nhất nha. Thử thách Star Challenge trên ứng dụng sẽ được mở ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8. Và đây chính là phần chính để quyết định được thứ hạng của nhóm. Điểm star gồm có 3 hạng mục. Thứ nhất, tích lũy sau hàng ngày. Trong đó gồm thực hiện 10.000 bước mỗi ngày và tập Easy Training 1 set. Mỗi set sẽ là 20 lần, nhiều nhất là 3 set một ngày. Và các hoạt động của các anh chị theo hạng mục sẽ nhận được số star tương ứng trên phần mềm. Thứ hai là tích lũy sao theo kỳ, gồm tải ảnh lên ứng dụng cập nhật sự thay đổi vóc dáng 4 lần, một ảnh mỗi lần. Xem video về hướng dẫn luyện tập 3 video một tuần. Xem các video livestream về kiến thức body key và hoàn tất các bộ câu hỏi online cho từng livestream. Livestream hàng tuần theo thể lệ. Và mục thứ ba là tích lũy sao đặc biệt, giảm mỡ nhiều nhất top 10, giảm mỡ nhiều nhất top 11 đến 20, tăng cơ nhiều nhất top 10, tăng cơ nhiều nhất top 11 đến 20, và mỗi hạng mục sẽ nhận được số star tương ứng. Trên ứng dụng Bodykey 2.0 thì các anh chị chọn mục Bodykey Star Challenge để bắt đầu thử thách này. Và khi thông báo hiện ra thì các anh chị chọn Yes và bấm xác nhận để bắt đầu tham gia thu thập điểm star. Và như đã chia sẻ ở trên thì hạng mục tích lũy sao theo ngày gồm có 2 nhiệm vụ. Hoàn thành 10.000 bước một ngày, khi các anh chị đi đủ số bước theo quy định mỗi ngày sẽ nhận được số điểm star tương ứng. Nhiệm vụ hoàn thành bài tập Easy, các anh chị thực hiện đúng các động tác đơn giản theo hướng dẫn trên đồng hồ thì ứng dụng sẽ tự động công bố số điểm star tương ứng. Tiếp theo là tích lũy sao theo kỳ. Đối với nhiệm vụ tải ảnh lên ứng dụng và cập nhật vóc dáng, trong toàn bộ thử thách, các anh chị chỉ cần đăng tải 4 tấm ảnh. Để tải được ảnh lên thì các anh chị vào mục hình đại diện, sau đó chọn hình ảnh của tôi, chọn dấu cộng để đăng tải hình ảnh từ thiết bị di động của mình. Lưu ý là các anh chị cần đăng tải hình ảnh vào đúng khoảng thời gian quy định của từng giai đoạn thì mới nhận được điểm star. Ví dụ như là hình before phải được đăng tải từ ngày 1 đến ngày 7, hình giai đoạn 1 phải từ ngày 8 đến ngày 34, hình giai đoạn 2 thì từ ngày 35 đến ngày 60, hình after từ ngày 60 đến ngày 61. Những hình ảnh có nội dung không phù hợp, hình ảnh không rõ ràng hoặc độ phân giải kém, nghi ngờ là hình ảnh trái phép, không có bản quyền thì sẽ không được chấp nhận. Hình ảnh sau khi đăng tải sẽ được admin của Bodykey xét duyệt. Những hình ảnh được xét duyệt sẽ được cộng điểm star tương ứng. Cũng trong hạng mục tích lũy sao theo kỳ sẽ có nhiệm vụ xem các video clip hướng dẫn để tập luyện và tích điểm star. Ở mục thử thách thì các anh chị chọn tap here for more advice. Sau đó sẽ xuất hiện hai mục lifestyle và fitness. Các anh chị chọn fitness. Các anh chị sẽ nhấp vào hình ảnh trên video sẽ dẫn đến một đường link để các anh chị có thể coi được clip bài tập hướng dẫn tập luyện. Và sau khi coi xong, ứng dụng sẽ tự động cộng điểm star tương ứng. Các clip này sẽ được liên tục cập nhật vào thứ hai hàng tuần và mỗi tuần sẽ có 3 clip. Ở nhiệm vụ livestream hàng tuần, đầu tiên thì các anh chị cần tham gia trang Facebook Cộng đồng Bodykey Việt Nam, làm chủ vóc dáng mới, dễ mà vui. Khi các anh chị tìm thấy trang này trên Facebook thì bấm vào lựa chọn tham gia nhóm. Và các bước của nhiệm vụ livestream tuần bao gồm: bước 1, livestream ít nhất 1 lần một tuần trên trang Facebook cá nhân với nội dung liên quan đến Bodykey như là dinh dưỡng, luyện tập, hoạt động xây dựng cộng đồng. Các anh chị nhớ mặc trang phục thể thao hoặc là trang phục Bodykey khi livestream nhé. Bước 2, chia sẻ livestream trên nhóm Facebook Cộng đồng Bodykey Việt Nam, làm chủ vóc dáng mới dễ mà vui, và tag 5 người bạn của mình vào cùng với hashtag Bodykey giảm cân dễ mà vui, thử thách Young Blood, thử thách Star Challenge. Và bước thứ ba, sau khi livestream, nhà phân phối gửi link livestream về đường link theo hướng dẫn. Trong các buổi livestream phải có ít nhất một buổi livestream phát biểu cảm nghĩ cá nhân về thử thách. Sau khi các anh chị đã làm ba bước này thì ban tổ chức sẽ xem các livestream, chấm điểm và cộng điểm star nếu nội dung livestream phù hợp với quy định. Phần điểm star này được ghi nhận offline bởi ban tổ chức chứ không thể hiện trên ứng dụng. Tiếp theo là nhiệm vụ xem các video livestream và kiến thức Bodykey và hoàn tất các bộ câu hỏi online cho từng livestream. Ngày 20 tháng 5 thì công ty sẽ gửi link các buổi livestream 5 buổi và link 4 bộ câu hỏi online tương ứng với livestream kỳ 1, 2, 3 và 5. Nhà phân phối sẽ xem các livestream này và tham gia thực hiện 4 bộ câu hỏi online để được ghi nhận điểm star. Phần cuối cùng trong thu thập điểm star là tích lũy sao đặc biệt, gồm các hạng mục về tăng cơ và giảm mỡ. Cách tính điểm cho từng chỉ số này sẽ dựa vào chỉ số cân đầu vào và chỉ số cân đầu ra thực tế, được ghi nhận tại trung tâm phân phối khi các anh chị tới cân đo. Số điểm star được tính tương ứng như sau. Trong 20 anh chị nhà phân phối có mức giảm mỡ cao nhất hợp lệ theo đúng nguyên tắc quản lý cân nặng của Bodykey. 10 anh chị nhà phân phối có mức giảm mỡ cao nhất sẽ nhận được 600 điểm star mỗi người.
10 anh chị nhà phân phối có mức giảm mở cao tiếp theo sẽ nhận được 580 điểm star mỗi người. Và các anh chị lưu ý là chương trình được thiết kế để nhằm hỗ trợ mang lại lối sống lành mạnh và kiến thức đúng đắn cho người tham gia. Vì vậy, người tham gia cần phải tuân thủ theo đúng nguyên lý giảm cân của Body Key đã được huấn luyện trong quá trình đào tạo. Ban tổ chức công ty Amway được quyền kiểm tra khi nhận thấy có dấu hiệu không phù hợp với kết quả quản lý cân nặng và có quyền từ chối kết quả nếu như phát hiện có dấu hiệu gian lận vi phạm quy tắc ứng xử của Amway trong kết quả thi cử hoặc là kết quả không phù hợp với nguyên lý quản lý cân nặng của Body Key để ép cân như giảm cân quá 1 kg một tuần, giảm cân nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Các anh chị đã nắm rõ được thông tin chưa ạ? Và hy vọng rằng qua video này thì các anh chị đã có thêm tự tin để chinh phục thử thách Star Challenge